Chú chó lơ xe độc lạ Bình Dương vì chỉ nhận lương bằng nước đá. Gì? Nước đá hả? À, nước đá nè. Đây, cho miếng. Tù lại đây. Ăn hết hả? Trời, ăn hết luôn. Trên đời làm gì có chuyện không làm mà đòi có ăn đâu mấy Sen. Nhà có anh Sen làm tài xế, đi buổi tối một mình ổng chán quá. Thế là bắt boss nhà mình theo làm lơ xe luôn. Đựng cái anh bạn này cũng rất là hợp tác, gật đầu ok cái rụp, chỉ duy nhất với một điều kiện đó là phải trả lương cho ẻm bằng nước đá. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu, sở thích tụi này nó lạ thế đấy. Chú chó này rất thích ăn nước đá, trưng ra cái mặt này là hiểu luôn, ánh mắt xin ăn nó khác hẳn những lúc khác. Sen ơi, hãy nhìn vào đôi mắt tôi, ông hiểu ý tôi mà, đúng không? Tù lại đây. Ăn hết hả? Trời, ăn hết luôn. Đúng là hiểu boss chỉ có Sen, nhìn là biết ẻm thèm nước đá rồi. Ý là mau cho thêm đi đó. Lơ xe nhà mình siêng năng, hay làm mà không đòi hỏi gì cao sang hết trơn, chỉ mong có nước đá nhai cho vui mồm thôi. Lương lậu thế này thì lại hời cho tư bản quá đi chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.